phê nhìn ra Hồ Gươm. Sau đó bảo là Eco đáng lẽ mấy cái trên cùng kia phải quy hoạch thành cái cà phê. Phí cái view đấy quá. Và làm một cái đường, tức là làm một cái đường thang máy, một hai đường riêng. Vâng. Và đấy chỉ để cho khách hàng một phát là lên thẳng luôn, không đi qua các tầng, nó mới nhanh. Chút nữa nó có một cái view rất là đẹp, con lại chỉ hồ xem. Cái khu đấy là năm sau mới bán. Chỗ này là rẽ chứ này, chưa đi lên trên thì rẽ quá nhá. Xanh đỏ, đèn xanh đèn đỏ phía trên thì rẽ. Đấy, tức là một thang máy nó chạy thẳng này, tầm 40 hoặc lúc tầm 30 thì đấy, top mà không có vào đâu hết, nó mới nhanh, nó to. Hai chiếc để có cái chiếc này mình bảo hành. Có gì bên phải nhá. Đấy. Khu đấy là năm sau bán đấy. Lát nữa ra đây xem mình cũng sẽ thấy là view đẹp nhất. Tức là view tầm thấp thì là đẹp nhất ở đây. Đấy, còn nó được mấy tầng? 9 tầng. Cái con đường này đang bây giờ lại trở thành điểm yếu của Eco Park này. Chỗ này phải có một cái bùng binh ra nhà, chứ không có là nguy hiểm. Đấy, nó đang trở thành điểm yếu của Eco Park và bọn con đang yêu cầu bọn làm quy hoạch thiết kế nó phải xử lý được cho Eco, là cái bọn Tây Ban Nha ấy, cái bọn mà Eco Tech đưa vào. Với lại nhiều cái đường, cái mấp mô ấy. Vâng. Trước khi đến đấy là tốc độ phải giảm. Bởi cái đường này nó thuộc nhà nước. Thuộc tỉnh, không phải thuộc Eco, lại thuộc sở hữu của tỉnh. Đây là đường liên tỉnh. Để chứ em đi tốc độ đấy là giải phai vào đây. Tốc độ đấy cũng hơi nhiều. Bây giờ phải tìm cách nào đấy để cho hai bên nó sang qua lại được với nhau. Thẳng luôn. Nhà hàng trông ngon quá. Chỗ đầu không anh? Ở đâu ạ? Là chỗ cái hàng trông ngon quá. Trông ngon quá à? Dạ. Anh dẹp luôn xe đây cho em đây. Nhà đây. Vâng. Xe để vào đây được không? Lên đây. Lên thẳng lên hè cũng được anh. Sẽ là vấn đề khi cư dân nó đến đông. Dân quá đông là thiếu chỗ để xe. Đúng rồi. Ok, ăn cái đấy. Nên khâu quy hoạch là phức tạp lắm. Dọc để dọc. Vâng. Dạ vâng. Cân mẹ để trong này. Con A đấy. Con cờ A đây. Con nó rẻ hơn. Rẻ hơn. Ừ, con rẻ hơn. Rẻ. Con A rẻ hơn. Rẻ hơn này của bố ạ? Rẻ hơn chứ. Không. Nó bé hơn. Này của bố đấy mua nhỉ.